Eyes of the world have been glued to the city of Harran for the past 2 months, following the outbreak of a previously unknown pathogen. It is not yet clear what has caused this gruesome affliction. The local government's Ministry of Defense erected a quarantine wall shortly after the outbreak. The global relief effort's steady stream of supply drops has sustained what few survivors remain in the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the tide of this virus. The question is, are there still non-infected survivors in the city as the GRE maintains? And if so, will the ministry still go through with a stated plan to annihilate the city in an attempt to wipe out the Harran virus once and for all? Whether by way of the virus or the ministry's proposed plan, one thing is certain. Harran's days are numbered. Hết chưa? Oh, ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái buổi livestream chiều nay. Đây là ca thứ hai, rất hiếm khi chúng ta có ca thứ hai đúng không? Thì đấy, đây là cái tựa game mà mình sẽ gửi đến cho anh em trong cái buổi livestream chiều nay, cái ca thứ hai này. Điền lại, vâng. Đẹp, nó lại cho mình coi phim lại. Điền lại. Đây là một cái tựa game ra mắt vào năm 2015 và nó thực sự là một cái game bom tấn vào cái thời kỳ đấy. Một cái game hành động zombie, bắc cua, nhảy qua nhảy lại, kết hợp giữa các loại vũ khí, nhiệm vụ, đi qua map này, các loại zombie đặc biệt, bla 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 bla. Và tới tận 2019, dự án này 2019 thì chúng ta đã có một cái bách Việt hóa đến từ hội game tiếng Việt.com do Ma Trận 999 làm chủ, làm trưởng nhóm điều hành dự án này. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của Ma Trận. Mà đã thấy một cái dòng Reddit bảo rằng Ma Trận đây là cái kiểu như là cái dự án cuối cùng của anh ấy, và về sau thì anh ấy không tham gia vào những cái dự án dựng nào nữa. Và cái dự án này mở từ tháng 3 năm 2019 đến bây giờ là tháng 8 tháng 9, cũng được 6 tháng rồi. Trải qua 6 tháng ròng rã, chúng ta mới có được một cái sản phẩm Việt hóa hoàn thiện như thế này đây. Ok, vâng, rất cảm ơn Ma Trận cũng như là hội game tiếng Việt đã coi như là bỏ công bỏ sức ra để Việt hóa tựa game này. Và như anh em nhìn thấy thì hồi nãy tôi mới vào, không có Việt sub. Bây giờ mình sẽ phải mở cái Việt sub lên. Cái phần này là phần mở Việt sub ấy nhỉ, đùa nhau à? Tuyến. Ủa? Cái phần mở Việt hóa Việt sắp chỗ nào ấy mẹ nó không có à? À đây, phụ đề này, nếu hiểu bật cái phụ đề lên cho người ta, tắt cái phụ đề lên đéo đi. Từ từ mình giảm cái tiếng âm thanh của game xuống bởi vì nó hơi to đúng không? Từ. Anh em chờ mình chút. Lại game bắt cua giữa các mai nhỉ. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu tạo một cái mới luôn. Đây, chơi chiến dịch đây. Và game này nó có thể cho mình chơi kiểu online. Đây, mình sẽ setting kiểu online. Hiện tại mình vẫn chưa chơi online được. Đây, chỉ có bạn bè đây. Tắt cái này đi này. Rồi, ok. Rồi, chơi mới thôi. Độ thường là độ thường, độ khó và độ ác mộng. Nó thú thật với anh em thì cái game này mình chưa chơi bao giờ. Và mình cũng chả biết cơ chế điều khiển nó thế nào. Chúng ta sẽ chơi ở mức chế độ gọi là thường thôi nha. Đây là chế độ thường, không phải chế độ dễ nha. Chế độ thường. Rồi đây là lại mà một cái phim đây. Kết quả giao diện bắt đầu. Data on the subject, Kadir Suleiman. Âm thanh nó quá to nhỉ. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject, the stolen file. Jump in 10 seconds. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus. If implemented in its current state, produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full Ooh. Description of the virion structure. What? Any attempt to use it would result in countless lives lost. The
It must be recovered. Nhảy từ trên trời nhảy xuống ạ. Current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE-issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Ô, cái map này giống PUBG lắm này. Suleiman has giống gone underground and began using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. You are to find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. Nhảy dù bắt gì mẹ rồi. Tôi hiểu đây. Xét. Vãi cả thẻ dù bị vướng à. Đen thực sự. I told you that wasn't a normal drop shot. Break his legs. Bẻ chân hắn. Then take him to the right. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them. Ow! Mày này! Tao có súng này! Tay thì tao có súng này! Fall back! Fall back! Thôi xong! What the fuck? Whoa! Come on, we have to move. Let's get him off the street. Come on. Why no ya? Get the door open! Get sick bay ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt? No. Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see. Vãi nồi ạ, hai người tới cứu. Cuối cùng cũng hề cứu được thằng này, thằng kia chết. Vai đai thật. Thằng niên này cũng đen. Nhảy quẻ dù, mẹ bị kẹt dù. Y hệt như PUBG thời xưa mà cũng cái kiểu mà thời early access ấy, nhảy dù thấy bị kẹt. Mẹ, không kẹt thì nóc nhà mà cứ lủng lẳng xong hồi chúng nó có súng chúng nó bắn cho mẹ nét mồm. Khô. Thằng niên đen, mẹ đen vai đai. Rồi mạng đổi mạng, coi dù coi như là thanh niên kia đổi mạng này lại cho mình chơi. Được. Đổi mạng cho mình là đúng rồi. Mai mốt là thể nào mình cũng cái giải cứu cả thành phố này thôi. Trời ơi. Sao cái đám kia là cái đám nào nhỉ? Mà mình nếu mình đoán không nhầm thì trong cái thành phố này, bởi vì cái sự lộn loạn của zombie nó cũng chia theo kiểu như là những cái người sống nó cũng chia theo kiểu phe phái ấy. Người này người kia. Đi mà ấn nút space để bắt đầu. Cái game này loading mình phải ấn nút để bắt đầu cơ. Không để ý là. You pinch him. You're scared. Not scared. Bé gái, bé trai. Cứu anh ta đi. Bé gái, bé trai. Anh ta chớp mắt kìa. Bé trai, what the fuck? Set. Âm thanh của nó vẫn quá to. Tí mình sẽ phải giảm xuống một chút nữa. Như anh em nghe thấy hồi nãy, mẹ âm thanh quá to luôn, mình không thể nói gì được cả. Nếu mà mình nói lên thì nó che lấp cái tiếng của mình rồi. Mình để âm nhạc thế này vẫn còn to. Cái tai phone mình nghe to vãi nồi luôn đấy. Mẹ. Giờ thì được chưa? Mình sợ lại nhỏ quá. Ui, bạn chuột nhạy thế. Từ từ. Mẹ chuột nhạy vậy. Đi bạn chuột nhạy thế.
Điều khiển này. Xem cái độ nhạy chuột xuống nhạy quá. Độ nhạy trong menu thì không cần, không cần phải này. Đảo ngược chuột tắt này. Rồi, ok hơn rồi đấy. Mái vãi nồi chuột nhạy. Âm thanh to, chuột nhạy. Bây giờ âm thanh lại bé quá rồi. Mẹ nó chứ. Mẹ nó chứ. Cay thực sự. Rồi. Rồi, ok, đỡ hơn rồi đấy. Bây giờ âm thanh bé quá, sợ anh em không nghe thì chị ơi. Bây giờ đi đâu nhỉ? Cho tên to lên một ít anh ơi. Rồi, mà có cho to lên một ít rồi đấy. Có cần phải to nữa không anh em? Anh ngủ như chết 3 ngày rồi đấy. Giờ dọa lũ trẻ. Khởi đầu tốt đấy, 31. Tôi đang ở đâu? Ở thiên đường, anh không thấy à? Hả? Đúng rồi. Một cái nơi mà giữa bầy zombie mà có một cái nơi mà có người sống như thế này được gọi là thiên đường thật rồi. 31 là sao? Hỏi thủ lĩnh đấy. Mình được đặt cho một cái con số gọi là 31. Vậy nó giống như kiểu là mình là người thứ 31 ở đây sống sót à. Và ôi rồi, cho 31 đó là số của anh. Đá banh đó mày. Đá không? Đá mày. Ui, về đấy. Ui. Chơi mày. Ok. Cô bao nhiêu tuổi cô ơi? Nhìn mặt hơi mặn khổ thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là đi kiếm thủ lĩnh ở phòng thứ 190. Thủ lĩnh à? Đã chết vì gã này sao? Im đi. Im có. Giờ hắn sẽ lấy acting của em đi. Mấy thằng điên này kiểu đang cay với mình anh em ạ. Nói chung là mình tới đây để đổi mạng sống cho một người khác là đúng là cay thật. Hey, where's room 190? Upstairs. Ở trên lầu đấy. Trả lời nhạt vãi. Mẹ, dù gì cũng là người mới tới nhá. Phải chào hỏi tên nó đàng hoàng, đéo hiểu đấy. Trả lời ngắn gọn vậy đi. Đéo đi được anh em ạ. Trên lầu đúng không? Bây giờ chúng ta lên lầu thôi. Hơi nhỏ rồi. Vẫn nhỏ à? Thôi, để mà mở to lên tí vậy. Rồi đấy anh em ạ. Rồi chắc là ổn rồi vậy. Mà mấy anh đấy lực điền lắm mẹ. Đụng vào có khi là đấm cho thì thôi. Tôi đang tìm thủ lĩnh. Anh ta ở trong này à? Anh là 31 à? Vào trong đây. Hello. Cái gì đây? À, thế võ karate à? Được thực sự nha. Mà đúng là phòng của thủ lĩnh có khác anh em ạ. Rộng vãi rồi. Trong khi đó mình ở cái phòng như cái ổ chuột vậy. Mẹ. Thủ lĩnh ơi. Có khi thủ lĩnh là nữ cũng lên. Khổ. Ơ đéo đi được. À đây à. À. Cái gì đây? Bạn nó ghi cái tiếng gì không hiểu anh em ạ. Hey, I'm looking for the... Anh em có bị giật lag gì không hay là có bị khựng khựng ở cái khúc nào không? Bởi vì mình đang để cái đồ họa cũng khá là cao ấy. Và anh em nhìn thấy ở xung quanh nó hơi mờ. Té mẹ nó xuống dưới bây giờ đấy, nếu hiểu. Truy tìm hàng tiếp tế, tìm kiếm mọi thứ và cứu người. Tuyệt lắm, tôi muốn cảm ơn cô gái đấy, tốt, vì thế. Your Anderson was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Cần nó hơn là anh. Tin tôi đi. Không có chuyện đó đâu. Nó hơi khinh mình anh em ạ. Ok. You know my runners put their lives in danger for guys like you. So now you take the Anderson meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. Loại người như anh, what the fuck? Guys, thanks to the fucked up radios we're stuck with. Tiba. Sao bọn này nó khinh mình thế nhỉ? Làm điều gì đó cho tôi được chứ? Tôi không muốn nhìn thấy anh hay Leviko. Go be useful somewhere else. Tỏ ra có ích ở chỗ này đi. Hey, be fair. I'm not. Tôi không có lời nhát, tôi chỉ. Hey, boss. Save it.
Ghi nhớ đây, người liên lạc nó. He's only on the 13th floor. Anh ấy might as well be trapped in a minecube. Come back later. Oh. And I'm not the boss. Mà tôi không phải là thủ lĩnh, còn quá trẻ nhớ chứ. Tôi là Rahim. Mẹ, nó thằng này đéo phải thủ lĩnh à. Mẹ, nó nói chuyện với mình cứ như là thủ lĩnh của mình vậy. Đấm thí mẹ mày bây giờ, đậu xanh, không tin được. Thế thủ lĩnh là ai vậy? Hả? Evan Family Member. What the fuck is this shit? Cái gì đấy? I'm not lazy, little shit. Mẹ, bọn này khinh thường mình vơ lơ. Kiểm tra người sống sót lạc ở tầng 13. Mấy chú có thể cho em hỏi tầng 13 chỗ nào không anh ơi? Anh này anh đéo nói chuyện ạ. Quay thôi. Tầng sao có người kẹt trên này à? Không nói chuyện được anh em ạ. Hello? Anh ơi! Ghi cái gì đây? Mấy cái cực ký gì đây? Cứ ghi hoài một chỗ mày! Điển mẹ này! Chào anh! Ôi dồi dồi, trợn mắt gì đây? Mới nhìn thấy mẹ người đẹp trai lần đầu à? Khổ! Tới trợn mắt đấy! Khổ! Anh ơi! Mà anh này cũng đéo làm gì luôn ạ? Where? Bây giờ làm cái gì chỗ này giờ? Bọn này nó không thích nói chuyện giờ làm sao? Đây, chắc là anh này có khả năng nói chuyện này. Tầng 13, tôi muốn lấy vài thứ cho Rahim. Số 13 à, mẹ kiếp. À, là cái bất chính gì đây? Nhưng tất cả chúng đều phải hợp tác giúp đỡ nhau ở đây chứ. Vào đây. Ok. Oh, cái này là thang máy. Oh. Thang máy. Ao, giáp. Có bao nhiêu người chết ở đây thế này? À, câu hỏi hay lắm. Mẹ, chỗ này nó thật biển máu mẹ này. À không. Ngó vào cái nôi này nhưng mà thực sự là không có đứa bé nào cả. Crane here. Where were you? We've been waiting for your report. It's been over 70 hours. I lost my radio for a while. Don't worry, my cover's intact. Unable to confirm identity. Sao thì mà khung cảnh nó biến thành màu xanh thế này? There's one more thing. Có chuyện gì tôi đã bị cắn. Tôi không có dấu hiệu bị nhiễm nhưng mà mọi người đã bảo tôi đã bị nhiễm. Heo. What the hell? Đâu đứa nào kêu heo đấy? Hay lắm. Mới vào có một cái cây vũ khí rồi. Đây. Ấn ship để chạy đây. Cứu người sống sót. Đây à? Hello? Oh! Yếu vậy mày? Sao bổ gắt chết rồi? Mẹ phang cho cái nhẹ nét mẹ đầu khô. Thôi. Bạn ơi. Tôi đã bị tự cắt tay mình để thoát khỏi hắn ta. Ôi chúa ơi. God damn it. That was my brother. I came à, khung cảnh biến thành màu xanh là an toàn à. Rồi, hiểu. Rahim, this is Crane. I'm down. Tôi đã xuống tầng 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Trạng cực tệ với một con zombie. Ôi vãi, số 31 à, anh đang tìm Mark sao? Sao ở dưới đây ổn chứ? Yeah, it's safe enough now. Cái chữ Việt sub của nó trôi có nhanh lắm, một số cái mà nó dài có mình chưa kịp đọc hết. Trôi mẹ. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Goss. Băng ghét, cậu phải tìm với tôi băng ghét và côn. Kết hợp chúng lại sẽ giúp cầm máu nhanh hơn. Tutorial hướng dẫn cách kết hợp máu lên mà. Học cách chế tạo túi cứu thương. À, và trong này lục cái gì? Đây. Băng keo. The fuck. Ấn Q để dùng trực giác sinh tồn để kiểm tra môi trường xung quanh. Oh.
Oh, có hệ thống quét giống kiểu Assassin's Creed nhờ. Thực sự luôn. Mảnh kim loại. Mẹ vãi nồi ạ, bây giờ mà rơi cái nhẹ xuống chỗ này là không biết là thế giới. Không biết là mình mẩy mình còn miếng gì không. Ô, không mở được, bị kẹt rồi. Mẹ, hệ thống quét Assassin's Creed à. Kinh thực sự. Tối thế à. À, đèn pin. Ghép. Đây, hộp đây. Đinh. Mẹ, lấy đinh về làm gì? Thằng kia nó cần băng gạt cho mình lấy đinh về làm đéo gì? T để bật đèn pin à? Rồi, anh biết rồi. Hồi nãy nó có hiện tutorial mà chưa đọc kịp. Chỗ này kẹt hết rồi. Có gì lắm? À đây. Bằng keo. Ở bên này còn này. Cái chỗ mà nó còn sân sân này, tức là còn này mà mình không vào được anh em ạ. Cái gì đây? Đây còn, ở đây còn. Cái gì đây? À, mở tủ lạnh. À đây, cồn đây. Tìm cồn và băng keo, không phải là băng gẹt không anh em? Kết hợp kiểu gì vậy? Ủa, kết hợp kiểu gì anh em? What the fuck? Chế tạo. Ui, mẹ, đồ chế nhiều phai rồi. Mẹ phai thôi. Cung kỵ binh, mẹ, đồ vàng. Nhiều thứ thực sự thôi. À, còn cái trên kia nữa. Những cái chỗ mà nó đánh dấu trên bản đồ là phát sáng màu vàng, tức là mới có đồ. Anh thấy khá là hay. Đỡ phải nhìn ngõ xung quanh, tốn thời gian. Lại băng keo. Đây, trong này có đồ này. Bồn tắm sạch thế. Mình cũng mong có một cái bồn tắm như thế này ở nhà. Lâu lâu thả nước và ngâm mình ở đây đúng không? Xong rồi gắn một cái tivi lên trên này, lâu lâu bật GV coi, vừa tắm vừa coi. Ngâm mình và lè nước nước ấm. Tuyệt vời. Được thực sự. Cái gì đây? Mặt điện tử. Băng gạt là băng keo. Lâu lâu lỡ game này nó bảo là băng gạt là băng keo thì sao, khổ. Ai biết được, phải hỏi họ mới hỏi anh em chứ. Cái gì đây? Sao trong tủ lạnh có mỗi cái quần vậy? Cái quần quần nào để quên đây à? Hết rồi anh em ạ. Chỗ này vậy là hết. Cái gì đây? Ấn Y để vào menu sơ chế tạo. À, băng gạt đây. Ờ, cái hộp kiểu đéo gì nhỉ? À, sơ đồ chế tạo. Bạn cần chế tạo một cái túi cứu thương. Quay rồi. Tôi đẩy chuột xuống mà. À đây, túi cứu thương đây. Chế tạo Enter. Rồi, ngon. Đây, khổ. Về đưa cho anh kia. Rồi, chạy ra đưa cho nó là ok rồi. Shit. Oh. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Ơ, chứ con này ở đâu đây đấy? Hết hồn. Goes an alcohol, huh? Để tôi kiểm tra cho anh ấy, gạt và cồn nhẹ. Hơi thô. Thanks for the help. Cảm ơn đã giúp, tôi sẽ lo cho anh ta từ đây. Lên nè. Mày, nó ở đâu ra xuất hiện rồi phải đấy. Ừ. Chào anh. Well done, 31. Làm tốt lắm, 31. Thưởng cho em cái gì đi anh? Phải nhìn cái mặt anh này. Đấy. Thôi. Chiều ăn tí nữa ăn đấm cho rụng răng rồi mệt. Khổ. Thôi đi về. Đấy. Bây giờ chúng nó phải nhìn tôi và con mắt khác ngay. Mẹ. Chà, được đấy. Đến gặp tôi. Chúng ta có làm nhiều việc làm để cảm ơn. Mà trước hết mày hãy chỉ cho tao có chỗ nào để đi về cái. Nếu hiểu thực. Anh ơi,
Cái chỗ này đi về đây. Đi mẹ. Quý mẹ đừng về đâu anh em ạ. Hả? Ơ? À đây 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 đây. Đều hiểu đấy ơ. Sao đi về được nhỉ? Hả? Sao mở cửa được? Cái game này phải lùi ra xe để cái cửa có ấn nút F thì mình mới nhờ ấn F để mở cửa được cái đền. Chứ không dí mặt ra cái cửa mà mở được ạ. À. Đi. Đúng game 2015 có khác, cách đây 4 năm rồi có khác khổ. Cửa và cũng phải mẹ có khoảng cách mới có thể mở được ạ. À. Đèn. Đấy, như thế này mới mở được mà dí mồm mà như thế này là không mở được. Ờ, nhưng mà giờ sao lại mình lại mở được nhỉ? Chắc ngáo mẹ. Alright, taking care of. Hãy cứu người cái, chúng nó ngó nó tôi bằng con mắt khác ngay khổ. Well, let me think. Được rồi, tôi nghĩ. Rahim, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the. Những cái đoạn này chắc là mình sẽ tập trung một chút để mình xem nha, bởi vì nó trôi nhanh quá. Nếu đọc kịp. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Em biết mình đang nói gì. Dạ, cậu nghĩ mình bất tử. No, I'm not. Chị không phải mẹ. So you might want to be a little nicer. Oh, đây là hai chị em. Oh, yep. Especially now that Amir is gone. You're Jade, right? Right. I just wanted to thank you for what you did for me and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir. Và tôi nợ cô và dạ đúng vậy. Anh muốn trả ơn. Giữ thằng em tôi khỏi cái việc tự giết chính mình của nó đi. Được nha. Được nha. Có nhận ăn rẻ không em ơi? Ngon thực sự luôn. Có nhận ăn rẻ không? So, ừ chưa. Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Có nhận ăn rẻ không? Hô, ăn rẻ kia ăn rẻ cũ chết rồi, giờ lấy ăn rẻ mới được không? Bù vào giống như kiểu là lấy kiểu lắp vào lỗ, lấy cái thứ khác để bù vào cái lỗ trống thôi mà. Chát nhỉ. Thay quần áo trinh sát ở phòng thứ 194. Ok. Đây hả? Đây phòng 194 đây. Ôi, đèn thế. Ăn đèn cỡ này mà anh không mặc áo màu xanh nên mẹ ăn mặc áo đèn đấy em nhận đéo ra luôn. Em tưởng cái mà không tưởng cái cục gì đen giữa nhà hết hồn. May là anh mặc áo màu xanh đấy. Đây là túi đồ của bạn. Bạn có thể thay đổi quần áo ở đây cũng như là bất cứ vật dụng nào để lưu trữ. Khi cấp bậc sinh tồn của bạn tăng, bạn có quyền mở khóa các trang phục mới. Oh, đấy, không? Chơi lên level là có trang phục mới. Ai như game bom tấn nào đấy bắt mua trang phục. Ờ, ngon thực sự luôn. Đây, ui, nhiều trang phục thế. Mẹ nó đéo cho mình mặc trang phục lại anh em ạ. Tay đua địa hình trang phục người mới. Enter không được anh em ạ. Kho đồ tiếp ba sao không thay đổi trang phục được. Nó bắt mình thay trang phục gì ấy? Trước khi đi bạn hãy nên thay đổi trang phục của mình. What? Thay kiểu gì anh đi. Cái đề thay trang phục này ạ. Đi. Nhìn ngu vãi nồi. Okay, Rahim, I'm ready. Where do I find Brecken? Not so fast, 31. Không nhắn thế đâu 31. Nếu anh nghĩ mình xứng đáng, anh phải cho chúng tôi kỹ năng. Hãy sắt mông lên và tới phòng tập đi nào. À, bây giờ nó muốn kiểm tra cái khả năng gọi như là công kích cũng như là phòng thủ cũng như là tấn công của mình. Ô, được. Chơi thì chơi, sợ gì. Mình làm một cái đám gì đó ở quân đội như là cài xuống đây. Chứ nó không đơn giản là chỉ là một cái thằng vớ vẩn ở đây đâu. Mình cũng có trường đào tạo đàng hoàng, gặp Liam ở dưới ở nóc tòa nhà. What the... à. Ủa? Thằng lợi kia đi đâu rồi? Nếu hiểu đấy. What the fuck ở trên đầu mình à? Thằng kia đâu vậy? Ơ! Đừng nhảy xuống nhá.
Thằng kia đâu rồi anh em? Thằng máy à? Mẹ nó, cái hệ thống chỉ đường này cũng cù lìn vãi lìn anh em ạ. Đi. Đi thang bộ lên đó. À thang bộ hả? Ông thì bảo thang máy, ông thì bảo thang bộ, khổ tôi không cái gì. À mấy cái thằng củ lìn đấy đi ra anh em ạ. Đúng vậy, chắc là lên thang bộ thật. Mấy anh kia vẫn ngồi đấy đánh phét ạ. À, search cái này. Úi dồi ơi. Được anh ơi. Em nhảy lên để em tăng độ khó cho anh nhá. Khổ. Lên đây. Lên. Lên. Trời trời, đứng đẩy. Úi dồi. Úi dồi. Mẹ nó chứ. Khỏe thế nhờ. Úi dồi dồi, ngồi dậy rồi. Ơi thì nặng khóe ngồi dậy được khổ. Thôi, không làm phiền anh đây nữa. Mà thôi đi lút đồ gì. Mình cứ tưởng trong là có đồ mà thôi đi lên đi. Mẹ. Đấy, ăn sợ, ăn thợ điện và cô hàng xóm đây. Khổ. Không biết có cô hàng xóm nào không mà đã có ăn thợ điện rồi. À, chói quá. Raheem, I don't see you. Where are you? What the fuck cái đéo gì đấy? Oh. Á chè, anh còn đợi gì nữa? Lên đây nào. How to lên. Đây hả? Nhấn nút space. Hay giữ tập trung bằng chuột rồi gọi như vậy. Ok. Thì bạn đúng là game leo trèo là anh em ạ. Rồi. Đâu rồi thằng lợn? Ok. Đâu nó đâu? Nó đâu nhỉ? Ơ đi tới bên kia. À đó. Ờ đúng rồi. Cái đi cho bắt mình leo trên này à? Đùa tao à? Oh shit. Được. Mẹ. Úi giời ơi. Thôi. Bật mình cái bọn này quá, hôm nay sao rớt mạng hoài với ta. Thở tí rớt mạng đeo hiu. Thì nó chết thực sự. Mẹ nó chứ. Hôm nay mà mở được tí rớt mạng, hôm nay là 10 phút rớt mạng, giờ 30 phút rớt mạng, what the fuck. Cái thực sự. Tí nữa phải lối lại video á. Ừ. Man. Cay thật. Rồi ok. Tới đây rồi đây. Nói chuyện với Raheem. Welcome to our gym. First things first. Phòng gym. What do you mean learn how to run? Ý cậu là sao? Just do what I say. All right. Chỉ cần làm theo những gì tôi nói được chứ. Bây giờ nhảy xuống dưới kia đi. Hả? Hả? Are you nuts? I'd kill myself. Don't be a wimp. Đừng như thằng đàn bà vậy. Come on, you can't be serious. Watch this. Nhìn này. Nhảy đi. Raheem. My leg. Jesus, don't move. I'll get help. I was just fucking with you. Son of a bitch. What? What the? Can't take a joke. What the fuck? Come on. Get your ass down here. Christ on a crutch. Mình nghĩ ở dưới đấy nó có cái gì đấy. Xuống sợ mẹ anh mày. Xuống này.
Holy shit. Holy shit. À bao rác à đi. It's a rush, isn't it? Phải đá em quật rồi. Don't blow your load just yet. There's more. To survive. Man. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Giữa vẫn nó phải có túi rác với lại mấy cái bao này với lại chăn nệm gì đó nó mới dám nhảy xuống chứ thật với anh em nó dám nhảy tôi mới lạ. Mẹ nó tính cả rồi. Làm theo những chỉ dẫn của Rhin và vượt qua những bài kiểm tra bắt cua. Thế mà nó đi bắt cua. Được nhờ. À nhấn control để cứu cuối người. Mình cứ tưởng là nó trượt được cơ hay là đéo trượt được lại. Mẹ trời tưởng thế nào. Mình tưởng nó trượt được cơ. Hóa ra không phải. Try not to slow down once you start running. Outside, if you stop, you're probably. Cái gì đây? À. Ui. À đi. Mày tưởng nhảy lên được, hóa ra đéo nhảy lên được à? Lên ạ, à, lên. À. Mẹ tôi không tin là tôi không lên được đấy. Rồi nhá. Lấy đà, lấy đà. Giữ nút cắt để nhảy qua bám mép tường. Hóa là thế, không tệ. Cho một tay mơ. Cho con nít. Đâu rồi? Bây giờ đi đâu? Ôi, oh, đi con. Oh! Tưởng đâu xuống đấy là hết đời trai tân rồi chứ hóa ra là chưa được đấy. Ơi trời ơi con mẹ lên ghê thế giờ mẹ cái chỗ hướng dẫn chỉ như mẹ nhìn khó thế này. Ờ đi qua bên này nhảy lên đây. Nhảy kiểu đéo đi. Giờ đi lên lại à? Ủa vãi nổ. Ơ. Đệt. Vừa không ý bị sập em mới quay lại rồi đấy. Em quay lại rồi đây để mạng hôm nay làm sao á, đi hoài à. Cay. Bây giờ là mình sẽ phải nhảy qua bên kia. Mà how to nhảy qua bên này? What? À. Mình phải để như thế này. Ha ha. Giữ chặt nút W, ấn nút space để nhảy qua mép bên tường bên kia. Nhảy! Nhảy cho tao! Đúng rồi, ngon. Rồi nhảy qua bên này đúng không? Nhảy cho tao! À. Ok, mới là bài kiểm tra thực sự đây. Quay về cái cần cầu tận dụng mọi thứ bắt. Ok. Rồi cao thế mẹ lắm chứ. Bây giờ quay về cần cẩu đúng không? Chỗ này là không đi được này, phải đi qua bên này. Để qua bên này nó khó vậy. Hả? À, cái chỗ này là quay trở lại cái chỗ hồi nãy mà. Biết không biết có phải không? Không lên được. Không lên được anh em. Thôi xong, đéo lên được. Phóng qua bên này luôn đi chứ. Vô lô. Đấy. Okay, that's enough. You got some serious natural talent, man. I'd
before. You done this before? Game mẹ, chạy nhảy vãi ngầu ấy. I ever came to this was running track in high school. Well then you're a fucking prodigy. Never seen anything like it. Rồi xong nhiệm vụ rồi, nói chuyện với Rahim. Ô cái bản đồ này bây giờ phải đi đâu? Qua bên kia lại. Leo trên đây. Ok. Rồi, ok, về rồi anh em ạ. Mẹ mệt vãi rồi. Ô gì đây? Cái gì đây? Nói cho tôi biết anh làm sao thế? Phê rồi, chơi nhầm cần chi ra rồi, đeo hiểu đi. Không ổn. Anh vừa lên cơn động kinh đầu tiên, từ sao lại nghiêng qua một bên vậy? Oh, ok, ok, bình tĩnh lại rồi. Bình tĩnh. Nó bị cắn mà, hàng nhân vật chính của mình bị cắn mà anh em. Rồi bây giờ đi về đấy à? Đâu có thằng, này đây. Raheem, what the fuck was that? Does this mean I'm turning? Most likely no. Này chị YouTube làm gì mà bóp hoài thế á? Chắc là mới xong ngày lễ nên hơi bóp dài đi anh em ạ, khổ. He'll check you out, probably give you a shot of antizin. Nãy tôi livestream được bao lâu nhỉ? Talk to the quartermaster. He'll gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. What the fuck? Dùng thang máy để xuống tầng dưới. Ok. Sợ là bây giờ là có cái đèn là... Mẹ ăn thợ điện đâu rồi? Nếu hiểu ăn thợ điện là đi kiếm đi kiếm mẹ chị. Ôi rồi chị hàng xóm kìa. Bữa bảo xong có ngay luôn ạ. Nếu hiểu đấy, ăn thợ điện nhặt lắm. Đâu ăn thợ điện rồi. Trời ơi. Được nhờ. Mẹ ăn thợ điện đâu rồi, chắc là làm nháy xong đi mẹ rồi. Nhặt lắm. Đây. Dùng thang máy xuống tầng dưới mà đi được đéo đâu. Đây, tạo độ khó cho anh. Khổ. Đây là dùng thang máy đi xuống tầng dưới này. Ở thang máy chỗ nào nhỉ? Họ không phải chứ anh em cho tôi hỏi cái thang máy chỗ nào thì tôi quên mẹ rồi. What the fuck? Nhầm rồi, tầng này mới có thang máy chứ. Tạo độ khó quá anh lại đứng lên. Đây đúng rồi, thang máy đây. Khu ổ chuột. And nobody suspects I'm not who I say I am. So far so good. And once Dr. Zara helps me manage these. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đã có một cái hệ thống định vị ở trên góc màn bản đồ này, máu chúng ta cũng hiện ra này, 100 máu cộng với lại một mạng thì phải. Nói chuyện với Quân Nhu. Đây Quân Nhu đây. Đây hả? Ui, nhìn mặt khó chịu lắm. Anh là trinh sát mới à? Rồi thì mới nói cho tôi về anh. Tôi không quan tâm đến tên của anh. Ê, mày cái cháy làm gì đấy? Có tin đồn tòa thép anh cũng... By which I mean, the people here don't much like you, but don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. Chick, what the fuck? Tao mới tới đây để làm gì mà sao chúng mày lại ghét tao? What? Cay thực sự. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. Đối với zombie mà không có lẩn trốn đâu. Rambo luôn sợ gì anh em? Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also. Anh có thể giúp
you can try helping folks. Họ sẽ thích ăn hơn. Bây giờ là mình phải đi làm kiểu như là oxy cho lũ này để mình có thể tạo được lòng tin đấy. Ok, fine. Thậm chí anh có thể tìm thấy một người phụ nữ. Ha, được nhỉ. Cái gì đây? Ống trơn. Ơ, cái này là cái gì đây anh em? Các hiểu. Nhận mũi tiêm từ. Ơ. À. Mượn luôn cây vũ khí vậy. Lấy hết đi còn gì nữa. À đâu, mình cứ tưởng ông này tiến sĩ mà đâu phải anh em ạ. Ở đây có đồ gì để lấy không? Cái gì đây? Nhật ký chiến đấu. À. Đệ tử Hồng Môn lâu năm ăn lại lẩn trốn kẻ thù tấn công đê ăn. Ờ anh Lambo ngay dăm mè tấn công gì? Nhá. Bây giờ mình phải đi xuống dưới à? Đường này kẹt thôi anh, đường này kẹt thôi mà. 10m bên dưới thật anh em ạ. Đây à. Nếu hiểu anh kia anh đứng anh căn gì chỗ này ạ? Chào anh. Đi đâu ngoài ư? Gì đấy, gì đấy? Đừng có lính mới, cẩn thận ngoài đó. Bọn tôi đã mất quá nhiều người rồi. Hơi khinh em đấy anh ạ. À. Cho em mượn khẩu súng và đậu sát nhà chúng nó luôn. Mày đưa cho tao cái cây cho tao chả chết. Thật chứ, nó cấp cho mình khẩu súng, mình cần cả bản đồ luôn. Mẹ đưa cho mình mấy cái que chả chết. It's Crane, kid. Được rồi là đi tiếp đi, không có thời gian cho việc này đâu. Ok. Ui, ui game được nhờ. Ui, game cứ leo nóc nhà mà đi thôi. Đông thế. Chưa thích đi đâu được. Bây giờ mình phải đi qua cái lối bên này đúng không? Rồi, bắt cua, bắt cua. Bắt cua, bắt cua chứ đừng bắt ốc. Lít. Nhảy cây được không anh em? Làm nhảy cây làm vượn được không? Không hiểu. Gáy. Mẹ thật luôn, thật toàn game luôn, đưa cho tôi thử. What the. Zombie không thấy mình. Không sao. Chờ mấy anh. Tôi bắt cua ghê lắm, bọn này làm sao bắt cua được tôi? Ồ. Oh. Bắt cua cua. À. Lên. Mấy anh ở dưới đấy nha. Làm đéo gì được ạ? Sao có thằng nào đứng trên kia đấy? Ừ. À chỗ này là người anh em ạ. Không sao. Anh ơi cho em mượn khẩu súng cái. Ok. Nhìn cái gì? Cho em mượn khẩu súng đi lấy khẩu khác. Đồng độ như lẹt. Mở cửa. Doctor, hello. Bác sĩ có ai không? I'm supposed to get a vaccine? What? No. Suppressant. It's called Antizin. Suppresses the symptoms here. Sit. Mình đang bị bệnh mà mình cần phải đến thuốc của ông bác sĩ này. Best the GRE could do. Inevitable. So there's no cure? It's a variation of. Đó là biến thể của bệnh dại. There's no cure right now. But you see, I've been running. Ủa ta bị zombie cắn mà phải chó cắn đâu, what the fuck? Phương thuốc là cơ. Chắc chắn vậy. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help. Yes, I think so. Where did I put that in? Nói chung là mình cần một cái loại thuốc kim tiêm để chữa một cái bệnh dại. Đồng nghiệp mắc kẹt ở khu không, nơi bùng nổ đầu tiên. Chúng tôi liên lạc qua radio. Nó làm liều phê quá. Mẹ lát đâu đủ à? Tôi tiêm từ phiên bản kết hợp virus và cái đống thịt để chúng vào đống thịt và để chúng khắp thành phố. Hy vọng vài kẻ lây nhiễm sẽ ăn chúng để tôi quan sát và ghi lại kết quả. À, ông này đang thí nghiệm là chích những cái loại vaccine này vào những cái đống thịt xung quanh và quăng cho đám zombie ăn để test cái gọi là cái thí nghiệm này.
No reason to hold any antizen in reserve now. In any case, all right. Được rồi, tôi khá bận nên cứ đi đi. Này, mình đã làm gì thế này? Ông vừa làm tôi liều đó ông ạ. Hàng mẹ hàng Mỹ hay là hàng Trung vậy? Mẹ, nó làm cho mình liều không biết là hàng Mỹ hàng hàng khựa. Rahim, Zara check me out and gave me another shot. Okay, great. That ought to hold you for a while, which is good. Tới cái đoạn nào là mình có thể co-op được với người khác kìa. Anh này mài dao ghê thế. À này có việc cho cậu đây. Nói chuyện thằng này đúng không? À không, thằng trong này. Lên cấp sinh tồn. Đúng lúc tôi cần, không có nhiều kinh nghiệm được rồi. Immune và chú ý này. Một là thức ăn, thuốc men, dụng cụ và những thứ khác. The other kind is filled with antizen. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. But the trouble is, nhìn này rắc rối là khi điểm without antizen, we're basically screwed. Raz and his boys only bọn này đang thiếu kiểu như là quân nhu tư trang mà thuốc men thức ăn các kiểu. But the next two antizen drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night. Như tôi nói, ra ngoài ban đêm là tự sát, hoặc có thể nếu tôi chưa thiết lập được các vùng an toàn và bẫy trong nhiều tuần mà tôi có. Brecken and his team will be okay tonight, so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember. Hãy nhớ, không có mấy cái bẫy đó, Brecken. Brecken won't survive the night. If he doesn't come back with antizen, chúng ta sẽ làm nổ tổ đầu tiên mà mình nốt. What? Before you head out there, trước khi anh ra ngoài đó mang ít pháo nổ và hàng đấy. Ok. Đây hả? Đây hả? Nó cho mình 5 quả pháo anh em ạ. Thằng này nó chặn cửa kiểu như là nếu mà mình lấy không lấy pháo này đeo cho mình ra, mẹ game cũng được phết nhờ. Kiểu như là nó sợ mình quên. Lục lọi chìa khóa để tồn tại. Lục lọi xác chết, ô tô bỏ lại, nội thất trong nhà, thậm chí là thùng rác để tìm những cái linh kiện chế tạo vũ khí và tiền bạc. Hãy dùng nhấn Q và trực giác sinh tồn của bạn để có thể. Ok. Lục lọi. Hãy tìm những cái hòm bị khóa của người sống sót bỏ lại nằm rải rác khắp nơi xung quanh bạn. Chúng thường là đặt trên mái nhà, ngoài tầm của những cái bọn lây nhiễm. Chúng thường chứa các loại vũ khí và những cái vật phẩm rất là giá trị. Ok. Rồi ok, fine. Set. Zombie khá là đông đấy. Rồi khỏi khu an toàn. Anh nên mở một cái safe house để ngủ vào buổi tối, nếu không sẽ bị zombie nó vẻ chết á. Bây giờ mấy cái đấy chắc là để sau, nó chưa có tutorial cho mình biết mà. Bây giờ mình sẽ phải nhảy xuống chỗ này. Mong là zombie nó sẽ không nhậu mình. Ê. Bây giờ nhảy trên này. Úi giỏi à. Giờ chuyên nghiệp lắm anh em ạ. Chẳng ba cái trò bắt cua luôn. Mày cứ chạy hỏa thế này là kiếm đồ ở đâu ra? Đi. À đây đây đây. Đầu tiên cái xe mở cái nắp và kết nối ắc quy rồi kích hoạt cái bẫy. Rồi. Ui nhằn thế. Được nhờ. Tôi cần giúp đỡ. I'm outside. Ngồi ngoài đây. For Spike. You're Crane, right? Listen, our runner's trying to secure one of our safe houses for Brecken's mission. He's in a courtyard by Vefa and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. All right, I'm on it. Rồi bây giờ mình phải tới giúp một cái người sống sót bị mắc kẹt. Đây thì dễ thôi. Chỗ này giống mấy cái chỗ nhà hồi xưa của Việt Nam nhỉ? Có khi đây ở Việt Nam cũng nên. Hồ. Thấy nhà mấy cái nhà ngõ tô này giống lắm. Thế game này có gì đâu khó nhỉ? Cứ nhảy qua nóc nhà phá đảo game thôi.
cả những đam mê boss. Ok, cái gì đây? Nhảy lên. Ok, cái gì đây? Lỗi game bãi nổ. Chào anh. Ôi dồi ôi, em xin lỗi nha. Khổ. Chén thực sự bổ cái rơi mẹ xuống dưới ạ. Có mất bóng đây. Ôi dồi ôi. Cũng cao, nhảy vậy mẹ không mất máu mới lạ đấy. Gãy mẹ nó chân, đau. Sao cái chỗ kia nó ở chỗ nào mà nó xa chứ vậy? Mẹ nó. Ui dồi đông tí. Ui dồi bên kia cũng có một anh em đứng ngó ạ. À. Anh hay chị vậy? Nếu nhìn nhận ra được giới tính anh em ạ. Ui shit. Lên. Ok, lên được. Lên. Ok, lên được. Lên. Lên nào. Ui dồi. Đúng thế nhỉ? Bộ chết anh này cái. Anh kia đâu rồi? Anh kia đứng đầu rồi ta. Yolo. À. Khả năng assassin nhưng cũng tạm được. Không bằng assassin nhưng cũng tạm được. Ok. What? Mẹ vướng cái trụ này đéo nhảy được anh em ạ. À. Mẹ nó chứ hết hồn. What the fuck nhé. Rồi bây giờ mình sẽ phải đi qua bên kia đúng không? Ôi, nhảy xuống đây gãy chân đấy. Nó đùa đâu. Oh shit. Nó không nhìn thấy mình đâu nhỉ. Xuống luôn. Lên. Lên cho tao. Ừ. Nếu lên được anh em ạ. Chào mấy anh. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Đây rồi, đây rồi. Đập mấy thằng này đúng không? Anh ơi, chào anh, chào anh. Thố, có mẹ, có mẹ. À. Phải nổi gõ. Mày. Hết hơi. Mẹ lục xác zombie có 16 đồng ạ. Không hiểu. Mà kim loại cái phát ôi dồi ôi bố bị gõ mồm mày. À gõ mồm mày, gõ mồm mày sao. Rồi một người đã thất bại rồi. Fuck. You had no choice. He wasn't human anymore. Now hurry. You still need to turn on the lights. That's the only way to make this place safe at night. Ô, mình có chỗ safe an toàn vào buổi đêm rồi này. À, tương tác để bật cái này lên. Khu vực an toàn đã được mở khóa. Ngon. Ah, shit. Lên nóc nhà và liên lạc. Got the lights on? Almost. Just give me a second. Anh còn điểm kíp chưa cộng á? Cộng cộng kiểu gì anh em? Đây hả? Ờ mình có một điểm thật này. Ờ bây giờ mình nâng vài điểm gì đây? À mình chỉ nâng vài điểm sinh tồn thôi. Ồ. Oh. Tới cái chỗ nào là mở khóa có anh em nhỉ? Bây giờ mình sẽ phải lên lóc nhà liên lạc với Gary. Phải chỗ này không? À mình đang bị trong trạng thái offline mẹ rồi. Đi. Phải chỗ này không nhỉ? Chỗ này mở khóa có off chưa anh em? Bây giờ mình phải lên lóc nhà này. Mình lên lóc nhà.
Ui trời 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 ơi kìa. Gì đây? Đéo hiểu đấy. Mẹ nó chén đời vãi nồi ạ. Zombie cũng biết chén đời khổ. Chưa xong cái nhiệm vụ mở điện mới mở co-op á. Ờ ok. Rồi bây giờ chúng ta leo nóc nhà của cái nhà này là xong. Rồi. Ui, map rộng vãi nồi. Crane here. Report. Okay, I met this doctor, scientist. Do nhiều xe thăng tăng điểm hạt tấn công á. He's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Có nghe thấy không? Được rồi, nhiệm vụ thứ hai duy trì vỏ bọc của anh và quan sát toàn bộ nghiên cứu của ông ta. Mình đang giống như kiểu cài và để làm cái bọn gọi như là bọn gián điệp ấy. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And oh. Crane, thank you. Back to you, Spike. Adik. Bây giờ anh chỉ cần quay lại cái nhiệm vụ và sửa cái bẫy tiếp theo. Cái đó ở gần. Got it. Đã rõ. Ê. Ok, fine. Nó không nhìn thấy mình. Mình cứ tưởng nó nhìn thấy mình là hơi căng. Xem ở đây có gì không. À. Đi còn thế này nữa à. Nếu hiểu đấy. Mẹ giống ý hệt Skyrim ạ. À, để xoay quá. Ôi cái này giống Skyrim lắm. Úi trời ơi. Ai chơi game đây? Mẹ mở khóa chuyên nghiệp PL cái gì đây? Ống trơn. Với một cái cà phê. Ui. Dưới có gì không? Ô cái gì đây? Ván tầm, ván có đinh, ok. Giờ mình cũng khá nhiều đồ ấy. Cả nhiều bẫy hơn vào xe. Chào chị, chào chị. Nhơn, chết chưa? Chưa chết này. Ơ kìa, chưa chết này. Chết ngay. Ơ vãi cái nồi ạ. Người chị có điếu thuốc lá. Căng thẳng. Ui dồi ôi. Chụp 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 chụp. Này nhiều zombie lắm. Thôi ra ngoài đi. Vãi cực. Lên cấp nhanh nhẹn rồi này. Ơ ở đây có cái nữa này. Oh. Ui rồi ôi, dăm ba cái trò mở khóa luôn, dễ vãi nồi. Xem có gì nào. Lại ông chơi mẹ ra chứ. Điếu thuốc lá. Một điếu thuốc lá, ba thuốc lá. Cái game này nó có tự động xếp game không anh em nhỉ? Mình đang thắc mắc điều đấy. Ống ga sát thương 39. Ống nước sát thương 39 độ bền. Hai cái ống này giống nhau này. Ống trơn là sát thương 10. Cái này vứt mẹ đi cho rồi. Vứt 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 vứt. Đồ đem bé bé nào. Ủa cái nào để biết rằng mình đang sử dụng ta. Có cái quả nổ ăn ném ra thu hút zombie là vào một điểm ăn ném mấy cái vũng dầu cũng khiến nó cháy luôn á. Ok.
Bây giờ chúng ta cần phải tới hai cái điểm bên chỗ này để gắn hai cái cho hai cái xe này. Nhưng mà thôi, chắc là mình sẽ dừng tập này tại đây anh em ạ. Cũng 5 giờ rưỡi rồi, mình có việc để làm, còn phải đi đón người thân nữa, khổ. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, quan tâm theo dõi nhá. Hẹn gặp anh em ở những cái tập lần sau với cái tựa game Dying Light này, Việt hóa này. Và cũng một lần nữa cảm ơn hội game tiếng Việt cũng như là Ma Trận 99 đã hoàn thành cái dự án Việt hóa tuyệt vời này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp anh em ở những cái đợt live stream lần sau nhá. Bye bye. Bye bye. Ây ạ. Bye. Đi ngủ là xếp game à? À, ngủ kiểu gì? What the fuck? Ngủ kiểu gì? Ngủ kiểu gì anh em? Có ngủ được đéo đâu. What the fuck ngủ? Không ngủ được anh em ạ. Game là chắc là thoát ra là xếp rồi chứ cần gì ngủ nhỉ. Bye nhá.